Tiếp theo chương trình, xin kính chúc ngài đọc thư Nguyễn Gia Sang. Điều tin tưởng chồng dữ dã lắm mình. Đúng em tin bước về mình.
khiến hai người cùng hướng dẫn họ theo. Nhưng sự hiểu lầm và tình cảm giữa hai anh em ngày càng mạnh mẽ và ngày càng Lan bỏ nhà ra đi, bước chân vô định, cứ đưa chàng đi, đi mà. Có sợ hiểu lầm, vì tình anh có người, mình phải xa đi. Tức như là ngày 23 tháng 3 năm 1927,
thần miếu cấu tượng Thái tử Sĩ Đạt Ba, cưỡi ngựa kiền trắc và đàn thánh tạo trên vùng đất mới gọi là Thánh Địa. Các cơ quan khác của đạo cũng lần lượt được xây dựng tạm bằng thân tre đất đất để có nơi làm việc và nghỉ ngơi cho chức sắc. Nhờ lòng thương thầy mến đạo, anh em đoàn kết trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng đạo nghiệp. Nên không đầy 4 tháng, giữa khu rừng rậm rạp đầy độc trùng thiếu dữ, đã mọc lên ngôi đền thánh ngày nay rất uy nga, tráng lệ, thờ Đức Chí Tôn cao cả, quý thay đức tin tốt lành, mạnh thay tinh thần đoàn kết. Tóm lược về chùa mới. Chùa mới là cái tên gọi thân mật ngôi đền thánh tạm bằng mái tranh dấp dáng, được dựng nên vào năm Đinh Mão, tức dương lịch năm 1927. Sau khi làm lễ xây đạo tại chùa Từ Lâm Cò Kiến vào ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, tức dương lịch ngày 19 tháng 11 năm 1926, theo lời dạy của Đức Chí Giáo Tông và sự chỉ dẫn của Đức Chí Tôn, hội thánh đã mua 96 hectare đất tại vùng Long Thành của người Pháp tên là Áp Ba, là nội ô tòa thánh hiện nay. Huy động tín đồ phá rừng các đền thánh tạo để chùa mới. Ngày 20 tháng 2 năm Đinh Mão, tức dương lịch ngày 23 tháng 3 năm 1927, thỉnh cấu tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta với ngựa kiền trắc về đền thánh tạo trên vùng đất mới gọi là Thánh Địa. Các cơ quan khác của đạo cũng lần lượt được xây dựng tạm bằng thân tre vách đất để có nơi làm việc và nghỉ ngơi cho chức sắc. Nhờ lòng thương thầy mến đạo, anh em đoàn kết trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng đạo nghiệp. Nên không đầy 4 tháng, giữa khu rừng rậm rạp đầy độc trùng thú dữ, đã mọc lên ngôi đền thánh ngày nay rất tươi nga, tráng lệ, thờ Đức Chí Tôn cao cả, quý thai đức tin tốt lành, mạnh thai tinh thần đoàn kết. Tóm lược về chùa mới. Chùa mới là cái khu gọi thân mật ngôi đền thánh tạm bằng mái tranh dấp dáng, được dựng lên vào năm Đinh Mão, tức dương lịch năm 1927. Sau khi làm lễ khai đạo tại chùa Từ Lâm Gò Kiến vào ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, tức dương lịch ngày 19 tháng 11 năm 1926, theo lời dạy của Đức Chí Giáo Tông và sự chỉ dẫn của Đức Chí Tôn, hội thánh đã mua 96 hecta đất tại vùng Long Thành của người Pháp tên gọi Áp Pha, là nội ô tòa thánh hiện nay. Huy động tín đồ phá rừng các đền thánh tạm để dần lên thời tự ở chùa Bồ Kiến gần đây. Ngày 13 tháng 2 năm Đinh Mão, dương lịch ngày 16 tháng 3 năm 1927, hội thánh thông báo quyết định dời lên thời tự về chùa mới. Ngày 20 tháng 2 năm Đinh Mão, tức dương lịch ngày 23 tháng 3 năm 1927, thỉnh tố tượng Thánh Tử Sĩ Đạt Ta ở ngựa kiền trắc về đền thánh tạm trên vùng đất mới gọi là Thánh Địa. Các cơ quan khác của đạo cũng lần lượt được xây dựng tạm bằng thân tre dắt đất để có nơi làm việc và nghỉ ngơi cho chức sắc. Nhờ lòng thương thầy mến đạo, anh em đoàn kết trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng đạo nghiệp. Nên không đầy 4 tháng, giữa khu rừng rậm rạp đầy độc trùng thú dữ, đã mọc lên ngôi đền thánh ngày nay rất uy nga, tráng lệ, thờ Đức Chí Tôn cao cả, quý thay đức tin tốt lành, mạnh thay tinh thần đoàn kết. Tóm lược về chùa mới. Chùa mới là cái tên gọi thân mật ngôi đền thánh tạo bằng mái tranh dấp dáng, được dựng